Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video mới. Đây là video cuối cùng trong series hướng dẫn tạo vật liệu Escapement. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu của cỏ, thảm và nước. Ok, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu của cỏ. Ở phần tile, mình chọn qua grass. Thì khi mình chọn qua grass thì bắt đầu cái vật liệu cỏ của mình sẽ được hiển thị bên Escape. Ở phần albedo, nó cho phép chúng ta chọn cái texture và thay đổi cái color. Thì hiện tại thì mình có thể nghĩ là mình sẽ chọn một cái loại cỏ nó có màu xanh đậm hơn. Mình có thể vào đây mình chỉnh cái màu, ví dụ như thế này. Ở phần bum thì nó cho phép mình add thêm map bum. Mình có thể add cho các bạn xem. Thực chất là phần này mình cũng không có dùng lắm, vì cái sự thay đổi của phần bum của bề mặt nó không có nhiều, do cỏ nó phủ rồi. Thành ra là lúc mình làm vật liệu của cỏ thì mình cũng không quan tâm cái phần bum mà luôn. Ở phần reflection là liên quan tới độ bóng, thì ở đây cho phép chúng ta chỉnh cái độ bóng của cỏ. Ví dụ như là mình kéo Grotnik lên thì khi render ra thì cái cỏ nó sẽ có một cái độ bóng. Tiếp tục phần texture cũng vậy, nó cho phép mình chọn một cái texture để tạo cái độ bóng cho cỏ. Ở phần specular nó cho phép chúng ta điều chỉnh được cái độ phản xạ của cỏ. Các bạn có thể thấy khi mình kéo xuống 0% thì cỏ nó không có độ phản xạ luôn, nhưng mà khi kéo lên thì bắt đầu cỏ nó bắt đầu phản xạ. Tiếp tục đến ở phần grassing thì cho phép chúng ta chỉnh được cái độ cao của cỏ hay độ cao, hoặc là cho phép chúng ta chọn cái hay variation. Ở phần này nó sẽ cho phép chúng ta thay đổi được cái độ scale theo kiểu random. Bạn có thể thấy được là cái cỏ mình bên này nó bắt đầu random theo scale. Cơ bản setting của vật liệu cỏ trong Escape nó chỉ đơn giản vậy thôi. Sau đây mình sẽ nói một số lưu ý và những cái mẹo mà mình hay sử dụng để làm vật liệu cỏ nha. Cái lưu ý đầu tiên của mình muốn nhắc nhở các bạn á, thì đừng bao giờ để cái hay của glass nó nhỏ nhất. Tại vì bạn có thể thấy được là khi mình để thấp á, thì cỏ bắt đầu có những cái vùng cỏ nó không có cỏ, và vùng mình sẽ có cỏ. Cái hiện tượng này sẽ khi render ra nhìn bài mình trông rất là xấu, kiểu như là cỏ nó lởm chởm á. Thường thì mình sẽ để cái hay nó cao cỡ khoảng chừng này, để các cái cây cỏ nó bắt đầu nó che đi cái phần thừa đó. Nó sẽ che đi những cái phần mà không có cỏ, thì cái phần cỏ của mình sẽ đẹp hơn. Còn về phần hay variation thì bạn có thể kéo tùy. Nếu bạn muốn cái cỏ của bạn được cắt tỉa thì bạn cứ để ở phần thấp nhất, khi đó thì cỏ sẽ trông như được chăm sóc và cắt tỉa. Còn khi mình để cái high variation cao lên á, cỏ bắt đầu mọc rất là nhiều hướng khác nhau, và độ cao to của cỏ nó khác nhau, thì mình sẽ có cảm giác như là cỏ này nó sẽ là cỏ hoang, cỏ ở ngoài thiên nhiên. Thì lưu ý cái phần này thì bạn có thể thể hiện được cái vật liệu cỏ của bạn tốt hơn. Với những cái thông tin mà hồi nãy giờ mình chia sẻ cho các bạn á, các bạn có thể tạo ra rất là nhiều loại cỏ khác nhau bằng cách là thay đổi cái màu sắc của cỏ. Ví dụ như là mình tả một cái loại cỏ kiểu như là bị cháy nắng đi, thì mình có thể huê nó thành một cái màu cam cháy như thế này, thì coi như là nó là một cái vật liệu cỏ bị cháy nắng. Thì nếu mà mình thể hiện được có một vật liệu mà nó vừa cháy nắng mà vừa xanh tốt thì sao? Ví dụ như là cái hình bên này thì mình làm cách nào? Thì đối với bình thường á, các bạn sẽ sử dụng một cái map ở phần albedo, ví dụ như map này vào trong này thì sẽ tạo ra được một cái cỏ kiểu này. Thì đối với cái việc này á, thì các bạn sẽ phải là người đi tìm những cái map cỏ trên Google. Thì đối với mình thì mình sẽ không có dùng cái cách này. Mình sẽ không có kiểm soát được cái phần xanh tốt và phần bị cháy đi của cái thảm cỏ.
Thì thường thì mình sẽ dùng một cái cách đơn giản, đó là tạo một cái map đơn giản bằng cách dùng Photoshop. Thì mình cứ tạo ra một khối giấy như vậy đi. Ví dụ những cái phần về cỏ mà xanh tươi tốt á, thì mình sẽ chọn cái màu như thế này. Mình ok, mình bắt đầu tô cho nó, cho cái nền của nó là màu xanh như vậy. Về phần cỏ cháy á, thì mình sẽ chọn một cái màu kiểu như thế này. Ok. Và mình chọn một cái lệnh cỏ brush để mình vẽ lên. Ví dụ như là mình vẽ như thế này, vẽ tùm lum vậy đó, để coi cái thành quả mình sẽ như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ lưu cái hình này lại, lưu là map cỏ đây, cỏ cháy đi, map cỏ cháy, save. Rồi mình quay lại với bản setting của vật liệu Escape, mình sẽ thay đổi cái map albedo này thành cái map mà mình đã vẽ bằng Photoshop. Đây, mình open. Các bạn có thể thấy được là cái màu của cỏ, mình đã bắt đầu có được cái phần cỏ mà xanh tốt và phần cỏ bị cháy như thế này. Ok, mình có thể thay đổi một cái map mà mình đã vẽ từ trước là cái này đi. Open. Thì các bạn có thể thay đổi được cái tỷ lệ mà cỏ sống và cỏ cháy bằng cách là chỉnh sửa cái map mà mình đã vẽ bên Photoshop. À. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra một cái vật liệu cỏ cơ bản rồi. Thì tiếp đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu của thảm. Đối với vật liệu thảm thì nó sẽ tương tự như vật liệu cỏ. Mình sẽ sổ xuống phần tile, carpet. Ok, khi mà chọn cái phần carpet này rồi á, thì các bạn có thể thấy được là bên Escape mình sẽ hiển thị ra vật liệu của thảm. Mình có thể thay đổi màu sắc của cái vật liệu thảm này. Ví dụ như là mình muốn một cái thảm nó màu xám đi, thế này đi. Cũng tương tự là mình có thể chỉnh sửa được cái phần độ cao và cái độ random của scan. Mọi người có thể thấy. Thì đối với vật liệu thảm á, thì mình sẽ không sử dụng cái vật liệu thảm của Escape, và mình sẽ sử dụng một vài cái lệnh dựng hình cơ bản. Trong video này là video mà mình hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu cơ bản của Escape, và nó sẽ không có liên quan nhiều về phần lệnh dựng hình, nên mình sẽ tách riêng cái phần này ra một cái video khác. Ok, thì trong thời gian tới mình sẽ làm ra cái video hướng dẫn các bạn tạo ra các vật liệu thảm bằng cách dựng hình nha. Tiếp đến thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra vật liệu của nước. Thì mình hiện tại mình đang có một cái hồ nước như thế này. Mình sẽ chọn màu của nó và ở phần tile mình sẽ thay đổi thành water. Khi thay đổi thành water thì cái bề mặt vật liệu của mình đã thay đổi thành vật liệu nước. Thì trong cái phần setting của vật liệu nước á, thì nó cho phép chúng ta thay đổi được cái màu sắc của nước. Mình có thể điều chỉnh, ví dụ như là mình sẽ chọn ra một cái màu như thế này, nước bị dơ bẩn. Thì các bạn có thể để ý được là đối với cái mực nước mà hiện tại mình đang để á, thì nó khá là nông, thành ra là mình sẽ nhìn thấy được cái đáy bể. Nhưng khi mà mình bắt đầu di chuyển cái phần nước này nó cao hơn ở đây này, thì bắt đầu mình sẽ có một cái bể nước nó dơ và nó bụi bặm tới mức mà mình không thể thấy được cái đáy nữa. Ở phần Override View Setting thì ở đây sẽ cho phép chúng ta setting được cái tốc độ gió và hướng gió nó thổi qua bên cái hồ nước này. Nó tạo cho mình một cảm giác là cái hồ nước mình nó đang bị chảy đi, có dòng nước nó chảy ở trong cái hồ này. Thì đây mình có thể sử dụng cái phần này để mình ứng dụng cho phần nước của sông hoặc suối. Ví dụ mình sẽ thay đổi thế này. Khi mình bắt đầu quay, các bạn có thể thấy được là nước nó đang chảy về hướng. Mình có thể thay đổi được cái hướng chảy của dòng nước bằng cái thanh Direction Angle. Mình sẽ kéo lên khoảng 180 độ. Ví dụ như thế này, thì bạn có thể thấy được cái nước nó chảy ngược lại. Ok, đối với cái phần này thì mình có thể ứng dụng vào trong việc thể hiện ra được một cái con sông đang chảy như thế này. Ở phần White Setting nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh được cái độ cao của con sóng. Bạn có thể thấy bên này, độ cao của sóng và cái độ lớn của con sóng.
nó hơi ngừa một tí là khi bạn kéo về số 0 á thì cái con sóng nó to lên, và kéo về 100 á thì cái con sóng nó sẽ nhỏ lại. Trong cái hồ nước này thì mình không muốn cái hồ nước của mình nó dơ như thế này, vì mình nghĩ là cái hồ này sẽ là một cái hồ để mà tắm được. Mình sẽ thay cái màu nó thành màu bình thường, màu trắng. Thì cơ bản khi mà chuyển thành màu trắng á, cái hồ nước của mình màu xanh là do cái bầu trời của mình nó đang màu xanh. Bạn có thể thấy được nếu mà mình chuyển cái màu của bầu trời xuống, mình sẽ hạ tới buổi chiều như thế này, thì bạn có thể thấy được cái màu nước mình cũng có thể thay đổi theo cái màu bầu trời. Thì tùy vào cái một cái màu bầu trời khác nhau thì cái nước của mình nó sẽ có một màu khác. Thì đối với một cái hồ nước sạch hoặc là một cái bãi biển đẹp á, thì nó sẽ có một cái hiện tượng là như hình bên này, đó là hiện tượng tụ quang của ánh sáng khi mà đi xuyên qua nước, nhìn nó rất là đẹp. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái hiệu ứng này trong Escape nha. Thì đầu tiên á, Caustic Intensity này là cái thanh hiện được cái cường độ khúc xạ của cái con sóng của mình. Thì lúc đó mình sẽ sử dụng cái thanh này để mình thay đổi cái điều đó. Mình kéo lên, các bạn có thể thấy được là bắt đầu được là cái nước của mình nó bắt đầu nó có được những cái phần, có những cái phần mà hiện tượng tụ quang như thế này rồi. Thì mình có thể thay đổi được cái đó bằng cách là sử dụng cái này, cái Wave Steam hoặc là cái Scale này. Thì các bạn sẽ không thấy được cái sự thay đổi của nó, vì có một lý do là khi mình dùng cái này á, thì mình phải chọn vào Override Wave Steam. Thì lúc đó thì bạn sẽ có được cái hiệu ứng đó nó rõ ràng hơn. Bạn có thể thấy đó, và nó sẽ thay đổi theo cái độ cao sóng và độ scan của sóng. Hãy nhớ bật cái phần Override Wave Steam này thì mình mới có được cái hiện tượng tụ quang này nhé. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra được các vật liệu nước cơ bản rồi. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra các vật liệu của cỏ, thảm và nước rồi. Thì đây cũng là video cuối cùng của mình trong series hướng dẫn tạo vật liệu Escape. Tất nhiên là sẽ có những cái video tiếp theo cũng là chủ đề về vật liệu, nhưng mà nó sẽ nói chi tiết về một vật liệu nào đó. Mong rằng các bạn sẽ đón xem những video tiếp theo của mình.